Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón xem bản tin Việt Nam và Thế giới trên kênh truyền hình VTC10 Net Việt. Chương trình ngày 2 tháng 6 năm 2013 sẽ có những thông tin chính sau đây. Thủ tướng Việt Nam hội kiến với Thủ tướng Singapore thúc đẩy hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, văn hóa, giáo dục, xây dựng và du lịch. Trao đổi với ông Chung In-mo, Tổng Giám đốc Công ty Seng Hàn Quốc về thị trường Việt Nam đầy tiềm năng cho các sản phẩm bảo vệ môi trường và năng lượng hiệu quả. Nhiều doanh nghiệp nước ngoài đến Việt Nam kinh doanh đã quan tâm và chủ động thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Thưa quý vị, nhân dịp tham dự đối thoại Shangri-La lần thứ 12 tại Singapore, ngày 31 tháng 5 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Cung Istana, nơi tiếp khách chính thức của nhà nước và chính phủ Singapore. Tại cuộc hội kiến, hai Thủ tướng Việt Nam và Singapore đều bày tỏ hài lòng với những bước phát triển mạnh mẽ, năng động và hiệu quả của quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước trong thời gian qua. Việt Nam đánh giá cao Singapore khi luôn duy trì là nhà đầu tư lớn và đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực gặp nhiều khó khăn. Hai Thủ tướng khẳng định sẽ thúc đẩy hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, văn hóa, giáo dục, xây dựng, du lịch, đồng thời đánh giá cao các bộ ngành hai bên đã cơ bản hoàn tất nội dung tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước để ký kết trong chuyến thăm chính thức Việt Nam sắp tới của Thủ tướng Singapore trong năm 2013. Ngày 30 tháng 5, tại thủ đô Pretoria của Nam Phi, đoàn đại biểu Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam và đoàn đại biểu Bộ Giao thông Vận tải Nam Phi đã tiến hành đàm phán và ký kết dự thảo hiệp định hợp tác song phương trong lĩnh vực dịch vụ hàng không giữa hai nước. Kết thúc đàm phán, hai trưởng đoàn đã ký bản ghi nhớ về kết quả đạt được. Dự thảo hiệp định bao gồm 22 điều, quy định quyền và trách nhiệm của các bên ký kết phù hợp với luật pháp của mỗi nước và công ước quốc tế về hàng không dân dụng. Trong đó có quyền vận tải, an ninh hàng không, tần suất bay, chế độ thuế quan và các loại phí, phương thức thanh toán, chấp nhận chứng chỉ và giấy phép của nhau. Việc hợp tác này sẽ đưa quan hệ hàng không giữa hai nước lên tầm mới, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển du lịch, giao thương và đầu tư giữa Việt Nam và Nam Phi. Hội chợ triển lãm tiết kiệm năng lượng và môi trường lớn nhất Việt Nam với tên gọi Intech Hà Nội 2013 vừa kết thúc ngày 31 tháng 5. Sự kiện này đã thu hút sự tham gia của 100 công ty trong nước và quốc tế, nổi bật là các doanh nghiệp Hàn Quốc. Intech Hà Nội 2013 là lần thứ 5 hội chợ được Bộ Công Thương Việt Nam tổ chức, diễn ra từ ngày 28 đến 31 tháng 5. Các công ty Việt Nam, Hàn Quốc và Đài Loan đã giới thiệu sản phẩm đa dạng với 210 gian hàng. Trong đó, doanh nghiệp Hàn Quốc tăng mạnh so với năm ngoái và chiếm một nửa lượng công ty tham dự. Intech Hà Nội là một trong năm triển lãm tại nước ngoài được Bộ Kinh tế và Tri thức Hàn Quốc lựa chọn để hỗ trợ. Because of the rapid economic growth, Vietnam needs electricity, power generation, renewable energy. That means they need the technology and product. Korea is one of the best partners with Vietnam. That's the reason we chose to have a cooperation and exhibition here. Intech Hà Nội 2013 cũng bao gồm một số hội thảo về kiểm toán năng lượng và sử dụng năng lượng hiệu quả trong công nghiệp và nhà cao tầng. Bên lề hội chợ cũng diễn ra cuộc thi với chủ đề sản phẩm công nghệ xanh, thu hút sự tham gia của hơn 40 doanh nghiệp. Trước khi tiếp tục với các nội dung tiếp theo, mời quý vị cùng theo dõi dự báo thời tiết các thành phố lớn trên thế giới ngày 3 tháng 6 năm 2013. Và các bạn, Việt Nam là một thị trường đầy tiềm năng cho các sản phẩm bảo vệ môi trường và năng lượng hiệu quả. Đây là thông điệp được một doanh nghiệp xử lý nước của Hàn Quốc chia sẻ cùng phóng viên VTC10 Net Việt bên lề hội chợ Intech Hà Nội 2013. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Good afternoon, Mr. Chung. Thank you very much for joining our interview on VTC10 Net Việt today. Thank you very much. What do you think of the potential of the market for environmental technologies and products in Vietnam? Yeah, I believe, I'm sure that Vietnam has very big potential energy, potential market regarding water treatment, because
Now Vietnam is very industrialized, and normal people's the lifestyle is raising up to like internationally. So they need clean waters for drinking waters. I think they want to use the tap waters, not the bottled waters. So in that case, I think our technology is very good for Vietnam's market to supply clean water with cheap price to every people. Yeah. Mr. Chung, how do you compare the market for environmental technologies and products in Vietnam with the markets in nearby countries, for example, Thailand or Indonesia? China and Thailand and Indonesia, regarding especially Indonesia, I think that the government has a lack of fund. So they have to prepare some fund from the World Bank or Asia Development Bank. It takes so long times. So even though we start now, our product can be sell to the 5 years later. But in case of Vietnam, Vietnam government already prepared the fund before 5 or 4 years. That means Vietnam government has already sufficient fund for developing water treatment or protection environmental like that. So I think the Vietnam's market is very good now, from now. Thank you very much for joining us today, Mr. Chung, and I hope you success in Vietnam in the future. Thank you very much. Thank you very much. Trước khi đến với phóng sự, doanh nghiệp nước ngoài quan tâm thực hiện trách nhiệm xã hội tại Việt Nam, mời quý vị cùng đến với những hình ảnh về ngôi chùa Vĩnh Nghiêm thuộc tỉnh Bắc Giang. Quý vị và các bạn thân mến, trong những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp nước ngoài đến Việt Nam kinh doanh đã quan tâm và chủ động thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Một trong những lĩnh vực mà doanh nghiệp quan tâm đầu tư chính là giáo dục. Và câu chuyện ngày hôm nay sẽ giới thiệu về một doanh nghiệp như thế tại Việt Nam. Công ty Boeing là một doanh nghiệp Mỹ chuyên sản xuất công nghệ không gian vũ trụ và hàng không hoạt động tại Việt Nam từ năm 2005. Doanh nghiệp này đã hỗ trợ xây dựng 19 trường học tại các tỉnh vùng sâu, vùng xa và những nơi có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam. Cùng với các đối tác chính, đơn vị này đã đóng góp hàng triệu đô la Mỹ cho các dự án trường học ở Củ Chi, Hội Ninh, Quảng Nam và Xuân Hòa. Chính vì xuất phát từ nhận thức, doanh nghiệp phát triển đi đôi với việc thực hiện trách nhiệm xã hội mà doanh nghiệp này đã chủ động đưa ra nhiều kế hoạch nhằm phát triển hoạt động xã hội tại Việt Nam. We would do something to help education in Vietnam. And we have taken a look at a variety of different things, but we found a real need by talking to the NGOs in Vietnam. We kind of found that there was a real need in some of the small communities that needed a little extra help to get their infrastructure improved. And we also truly believe in education. I mean, we have a lot of people with doctorate degrees and master's degrees and all sorts of additional education going. So we believe in the education. We believe that educating kids is very important. Tiếp nối thành công từ các dự án trước, công ty Boeing đã triển khai dự án đầu tư xây mới 10 phòng học cho trường tiểu học Mỹ Yên thuộc xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Đây là một xã nghèo với tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới 23%. Học sinh tại Mỹ Yên mấy năm trước phải học trong những căn phòng lụp sụp, xuống cấp. Nhưng với dự án xây dựng thêm 10 phòng học mới này, nhà trường có thể đảm bảo công tác dạy và học cho 27 giáo viên và 360 học sinh tại đây. Tôi vào đây làm hiệu trưởng ở trường này, năm nay là năm thứ 9. Thì cái điều mà trường chúng tôi có ngôi trường như hôm nay là, như bài phát biểu của tôi là điều trong mơ và nay đã trở thành hiện thực. Thầy trò chúng tôi có được ngôi trường như thế này là một trong những ngôi trường mà có thể nói là bây giờ là đứng ở cái top nhì của huyện. Có thể nói những hoạt động trên của các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam đã góp phần chung tay cải tạo, nâng cấp các công trình công cộng ở những nơi còn nhiều khó khăn của Việt Nam. Bên cạnh đó, các hoạt động này cũng thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động thực hiện trách nhiệm xã hội nói chung của doanh nghiệp.
Giờ đây, doanh nghiệp không chỉ chú trọng phát triển hiệu quả sản xuất kinh doanh mà còn chú ý tới việc thực hiện trách nhiệm xã hội nhằm giúp cho doanh nghiệp khẳng định thương hiệu và hướng tới sự phát triển bền vững. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Việt Nam và Thế giới ngày hôm nay của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái kính chào tạm biệt.